giờ thì chúng ta bắt đầu quay trở lại ăn chơi ở phố đi nè. Đó thì ở đây cả nhà thấy rất là nhiều phà nha cả nhà. Đó. Rồi anh chị em bây giờ trở lại vịnh Galveston. Đó. Hồi nãy là anh chị em là đương ở trên thuyền này đó. Cả nhà thấy đó, đúng là trên cảnh ha. Còn bây giờ là anh chị em đương ở vị trí ở dưới gần hơn. Đó. Thì đây là những cái chỗ bãi đậu xe đó, cả nhà đều thấy rất là đông đó. Sao Thọ? Thọ thấy ở đây rất là nhớ không? Hồi nãy là ở trên cao, còn bây giờ Hậu Giang giống ba Hậu Giang hơn đó. Còn lần kia là cái gì anh? Tàu giống như tàu mình không? Đó thì toàn bay cả nhà thấy đây là chiếc phà mà chở từ cái vịnh Bolasa chở về vịnh Galveston, mà toàn đứng ở dưới đó thì các bạn dạ đó có thấy rồi chị. Wow. Chiếc tàu này chạy rất là lẹ nha cả nhà. Thôi quay cho cả nhà xem. Wow. Quá lẹ luôn. Đó, thì đây là vị trí đó. Xe đổ xe mà toàn đưa xuống đây. Đó. Wow, lẹ thiệt. Hồi nãy thì gió mát hơn hồi nãy luôn á. Quá trời gió rồi. Wow. Bây giờ nó không cho. Bây giờ nó không cho nữa. Gió quá cả nhà ơi. Tàu bay anh. Đây là chiếc tàu gì vậy anh? Ở đây toàn là tàu chở hàng ha, tàu khai thác gì đó toàn không biết, gì đâu rất là nhiều nha các bạn. Wow. Phải dịnh cái non không nó bay. Một cái chiếc tàu đó là đi từ đây về Việt Nam đi cả tháng trời tới. Wow, vậy hả? Chim ở bay bây giờ mấy con chim nó luôn bay theo chiếc tàu đẹp không? Rồi chuẩn bị tới chưa anh? Ở đây sao không thấy cá nhảy được kia? Không, mà ở đây con cảm phải nói là nhìn mấy cảnh này muốn về Việt Nam liền luôn á. Đi hả? Đi
mấy cái này có những người bán hàng á, bán mía mà trong bọc mía ha, mía người ta cắt khúc khúc á, miếng hay là những cái loại trái cây này trái cây kia, mía ghim á, hoặc những loại trái cây này trái cây kia ngồi trên xe rồi nhâm nhi. Còn ở đây thì không có thấy giống như cảnh Việt Nam, cảnh Việt Nam thì số 1 rồi, nếu mà đi vậy rất là vui. Đó em có quay rồi anh. Thôi giờ mình có thể hả? Cái nhà thấy không? Ở quá trời xe trước rồi. Đó vậy. Mới mấy anh chị coi cái clip này là nhớ lắm á, mà không biết chừng nào anh em mình giống như được ngày hôm nay trở lại, đôi khi có những người này bận, những người kia bận. Thì cái biển này hầu như những cái tiểu bang hay là thành phố khác như Đà Lạt cách mình 3-4 tiếng qua chạy xuống đây đúng không anh Thọ? Những tiểu bang, những cái thành phố khác á, như thành phố Đà Lạt, Sacramento cách 3-4 tiếng cũng phải chạy về đây mà tắm biển thôi, nhất là mùa hè đó. Đó. Ở đây có biển, thành phố khác không có biển. Thành phố khác không có biển. Đó, những cái tiểu bang gần gần ở đây á. Wow, gió quá cho cả nhà ơi. Quá gió luôn. Thôi, còn cái thì quay trở về hồi nãy á. Còn thì đứng ở trên chảnh, lúc còn đi bây giờ bằng chạy thì ngồi dưới đây nha cả nhà. Quay trở nhà xem. Bên đi xuống rất là đều, rất là hay. Đó thì cả nhà cũng thấy đó, anh em mới vừa ở đảo Bolivar đó, mà bây giờ anh em trở lại hòn đảo Galveston đó.